Em tiến kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trước máy quay quý vị các bác các anh em chúng ta đang nhìn thấy hôm nay em về được xem nào. 1 2 3 4 đôi loa, 5 đôi loa. 5 đôi loa, tổng cộng là 6 đôi loa. 6 đôi loa nhưng mà có một đôi loa Bose đây, dáng cây. Đó là đôi loa Bose 10.2 series 2 thì bác khách ở trên Hà Nội đã đặt của em đôi loa này. Đã đặt cọc tiền và đôi loa này cùng với lại một con âm đi đà lông 2.400 mã nữa. Thì con âm đi đà lông 2.000 Mark 4 ngày mai sẽ về. Nếu mà ngày mai mà về vào trong buổi sáng thì em sẽ điện cho bác là giao luôn trong ngày mai. Thưa quý vị các bác của anh em, còn lại hôm nay mặt hàng vừa mới về dành cho quý vị các bác của anh em chúng ta, đó là 5 đôi loa Bose. 5 đôi loa Bose này có các model như sau. Chúng ta chỉ cần nhìn là chúng ta biết là model gì ngay, đúng không ạ? Đó là em về được 2 đôi loa Bose 4.2 series 2, thùng màu đen và thùng vân gỗ có cả. Và bên này, tức là bên này này, bên tay em chỉ này, là 2 đôi loa Bose 301 series 3 tất và một đôi loa Bose 301 series 2 Music Monitor. Đó, cái đôi loa Music Monitor là một trong những đôi loa đời cổ tròn. Đời cổ tròn tức là đời chót ấy. Cái đời cổ của nó giống y như là 4.2 series 2 và nó cũng giống y như là 301 series 3. Các bác nhá, cái cổ từ tròn của nó như vậy. Gọi là đời chót. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em. Em xin báo hàng cho quý vị các bác anh em ta ngắn và rất là gọn. Hàng Bose này em tiến lấy hàng tuyển chọn đẹp tuyệt kỹ, tất cả bao zin tư gân zin đi, không có động hề một cái gì và thùng không một vết sứt sẹo các bác nha, tất cả thân thùng của nó không một vết sứt sẹo, e căng lành nặn nguyên bản, tem mác đầy đủ, bao zin tư gân zin đi và bao trùng seri trùng đôi trùng cặp các bác nha, tất cả đều trùng đôi trùng cặp hết. Và thưa quý vị các bác các anh em, bây giờ thì em ra mở hết cái căng ra để cho quý vị các bác anh em chúng ta tham ngắm lại tuyến loa cũng như là em báo giá cho các sản phẩm hôm nay em vừa mới về. Đây, e căng của vân gỗ. Và đây là đôi e căng của thùng màu đen. Tất cả vân nhám đầy đủ ha. Tất cả hàng đấy em chưa lau chùi vệ sinh gì đâu các bác nhá, nó nguyên bụi bẩn đấy, quan trọng là thùng nó không bị sắt sẹo gì nhá, còn nó cái bụi bẩn đấy là rất đơn giản, các bác cũng thừa biết nên lên video và hàng đến tay của các bác bao nhiêu sản phẩm rồi các bác biết luôn nhá. Thì khi mà đóng hàng ấy thì em tiến là tự là cái người tự tay bản thân em tiến nhá, sẽ là người tự tay kiểm tra hết các thứ và hàng trước khi và đến nhà và lên sóng cho anh em thì em cũng đã test cũng như là kiểm tra nội thất tất cả bên trong hết rồi. Sau đó là khi các bác đặt mua thì cọc tiền bằng hình thức là cọc tiền, sau đó là em sẽ ship thu hộ nhá. Thì hàng đến tay anh em ấy là nó sẽ tất cả là nó sẽ phóng lọc và đẹp kem, chưa ai chê trách về cái điều này một cái gì anh em nhá. Rồi, đã xong cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta. Và chúng tôi là Bose này. Rồi bây giờ thì em sẽ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến tham quan tuyến loa. Đây, thưa quý vị các bác cùng anh em, chúng ta hãy đến với đôi loa Bose 4.2 series 2 thùng màu đen các bác nhá. Thì đối với đôi loa này, đôi loa 4.2 series 2 thùng màu đen này thì em tiến có giá bán là 11 triệu đồng anh em nhá.
11 triệu đồng đôi loa này. Hàng đẹp tuyệt kỹ. Zin đét đèn đẹp liền sori các bác nhá. Tức là sori trùng với nhau. Nó quá đẹp. Gân zin. Gân này chơi toa em toa tưởng nửa hàng gân chơi khoảng 7 8 năm nữa anh em nhá. 7 8 năm nữa. Gân của nó rất ok, quá đẹp rồi. Cái bát này. Hàng nguyên bụi nha anh em nhá. Chưa lau chùi, chưa động hàng một cái gì luôn. Còn đây là hai đôi, một trên đôi trên là đôi màu đen 11 triệu anh em nhá. 11 triệu này. Còn tiếp theo là đôi loa Bose 4.2 Series 2 màu vàng anh em nhá. Đấy, màu vàng và màu đen. Đấy. Anh em nhá. Này, quá đẹp luôn nhá, xuất sắc luôn. Đấy. Anh em nhá. Tất cả hàng được sản xuất tại Mexico anh em nhá. Tất cả hai đôi loa này được sản xuất tại Mexico. Và hai đôi loa Bose 301 C3 kia cũng vậy, cũng được sản xuất ở Mexico anh em nhá. Về chất âm của dòng loa Bose 4.2 Series 2 và 4.2 Series 2 và Bose 301 C3 thì chất âm của nó tương đồng nhau các bác nhá, tương đồng nhau. Nó rất giống nhau. Giống nhau 19/10 và thậm chí không đến 19/10, tức là nó rất là tương đồng với nhau. Những đôi tai vàng, những người có đôi tai vàng thì ngồi trước hai đôi loa này sẽ phát hiện ra là điểm chênh lệch của nó một tí thì tí không đáng kể. Còn những người mà chơi không có thấu hiểu và không có cái độ tinh tai thì chúng ta nghe hai đôi này chúng ta sẽ dám khẳng định một câu là chất âm như nhau. Cái bởi vì là chúng ta thấy là từ cái tép này cho đến cái bát nó hệt nhau. Hey, nó giống hệt nhau. Bây giờ tháo cái bát này ra xong rồi lắp vào cái bát này, lắp cái bát sang Sony 3 này thì chẳng ai bảo là giả cả. Không ai bảo là hàng nhái hay hàng giả hết các bác nhá. Bởi vì cái bát của nó giống hệt nhau, không khác nhau cái gì. Và kể cả kích cỡ thùng nhá của con Bose 4.2 và con Bose 301 C3 nó cũng y chang nhau. Thế cho nên nó chả khác nhau cái gì cả. Đấy anh em nhá, em nói có sách mách có giấy tờ luôn. Tất cả zin gân trùng sori. Và đôi loa Bose 4.2 Sony 2 màu vàng ở dưới này là em bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 12.700.000 anh em nhá. 12.700.000. Còn đôi trên là lấy em báo giá rồi, giờ không nói sau một tí là em quên giá ngay. Cho nên là em không có nhắc lại giá của đôi này nữa, em đã báo ngay rồi. Và tiếp theo, mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy sang với đôi loa ở đây, nó tiện có cái giá quay em quay cho các bác xem này. Quên mất. Đây là màu vân gỗ của 4.2 C2. Các anh em chúng ta yên tâm, nó đẹp. Tắt điện luôn nha. Đẹp móng bằng màu, đẹp xuất sắc. À. Đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Tất cả sori của nó liền kề. Anh em chúng ta nhìn này. Sori con này là 4018 nhé. Thì con này là 4017 nhé. Đó là sori liền kề. Nó trùng đôi trùng cặp với nhau. Dòng Bose 4.2 là sori số tiến anh em nhé. Còn sori ở tem giấy này là giống nhau. Tem giấy là giống nhau. À, còn đâu đôi ở dưới này. Có cái số là 576 nhé. Thì số đuôi là em đọc 4 số này. 6576 thì ở dưới này là 6577, còn đâu số ở tem giấy này cũng trùng với nhau anh em nhé. Đó là đôi vàng. Đấy. Hai đôi là tem sori trùng nhau hết anh em nhé, liền kề trùng với nhau hết. Nó là trùng đôi trùng cặp anh em nhé. Dòng Bose 4.2 nó là sori số tiến. Còn sang tới dòng Bose 301 C3 anh em nhìn thùng của nó này, đẹp mỹ mãn luôn nhé, không tì vết anh em nhé. Yên tâm một câu là không tì vết. Đây là đôi ở trên nhé anh em này. Ở đôi trên này. Ở đây đôi dưới này. Đôi dưới anh em. Quá đẹp, mát mát luôn anh em nhá. Xuất sắc, không có điểm chê. Khẳng định với quý vị các bác anh em chúng ta vậy, không có điểm chê. Đây là màu vân gỗ của đôi Bose 301 C3. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn anh em nhá. Mỹ mãn cuộc đời. Đấy, quá đẹp luôn. Tất cả là trùng sori hết các bác nhá. Tất cả trùng sori hết. Còn ok anh em nhá. Zin gân trùng sori và hàng được sản xuất, tất cả hàng được sản xuất ở Mexico. Riêng nói 4 đôi này. Nên mới bực cái máy quay này. Ok anh em, quá đẹp. Và tiếp thị đến quý vị các bác anh em chúng ta về một đôi loa Bose 301 Music Monitor Series 2.
hàng cực hiếm các bác nhá, hàng cực hiếm, mình nhấn mạnh câu là hàng cực hiếm, nó hiếm ở cái chỗ nào và đẹp tuyệt kỹ luôn anh em nhé. Các bác nhìn cái màng và cái gần đẹp tuyệt kỹ luôn đấy các bác nhá. Và cái tép này, đời tép trần và tép có dâu anh em nhé, đời tép trần, tép có dâu đều đẹp kinh khủng luôn anh em nhé. Thì đô la này em vẫn phục vụ quý vị các bác anh em chúng ta với giá 6.8 triệu anh em nhé. Thì đối với giá này thì các bác cộng vào là 6.8 triệu cộng với 6.8 triệu, ví dụ các anh em chúng ta kinh tế bình dân vừa phải thì anh em chúng ta có thể dinh liền một lúc là $2 bốt như thế này, dinh liền một lúc $2 bốt như thế này, và chúng ta chơi một quả trầm, nếu chúng ta có điều kiện chúng ta sắm trầm luôn, mà không có điều kiện thì chúng ta để $2 chúng ta hát cũng rất là ok đấy, sắm một quả trầm, một con đấm ni nữa đấy, chúng ta hát karaoke gia đình chúng ta nghe nhạc tuyệt vời anh em ạ. Ấy thì $1 bốt 301 series 2 củ tròn đời chót anh em nhé, củ tròn đời chót đẹp quá, đẹp luôn, mỹ mãn anh em nhé. Thì giá của đôi này 6.8 triệu một đôi anh em nhé. Và tiếp theo là em về được hai con đâm ni. Thứ nhất là một con đâm ni Technic hàng cực hiếm, model là SUV90D các bác nhá. Dòng D, có chữ D là kết hợp giải mã anh em nhé. Âm ni Technic Digital Intenga Amfitler các bác nhá. Thì có cái model là SUV90D. Con này có cái cơ đánh sò của nó là đánh 4 con sò than này, đánh 4 con sò than. Công suất là 220W, điện 100V anh em nhá. Đẹp mỹ mãn, đẹp thiếu xốp con đâm ni này. Và con đâm ni này nó có mức giá là 4.600.000 anh em nhá. 4.600.000 chiếc đâm ni này. Đánh vào loa bốt cực kỳ hay và đánh cho rất nhiều dòng loa, dòng âm đi Technic các anh em chúng ta miễn chê miễn bàn luận, bởi vì là cái chất âm của nó từ xa xưa tới nay, dòng âm đi Technic các bác đừng khinh thường nó các bác nhá, đừng khinh thường dòng âm đi Technic, chất âm của dòng âm đi Technic cực kỳ hay anh em nhá, mà giá nó lại dễ chịu, có quá rẻ luôn anh em nhá. Đấy, giá 4.600.000 anh em ạ, kết hợp đường quang giải mã đánh cầu A và cầu B. Và thưa quý vị các bác cùng anh em, một chiếc âm đi siêu phẩm hàng đời cao, cực kỳ cao, công suất khỏe, công suất của em nó là 250W, 50W. Và dòng sò con này thì nó đánh quá ghê tởm rồi. Đấy, nó đánh quá khỏe rồi. Thì con âm đi DeLong model PMA 1090 các bác nhá, mặt đen. Dòng này thì có hai loại mặt, nhưng mà con mặt vàng và mặt đen nó không khác gì nhau. Con mặt vàng và con mặt đen máy bên trong không khác gì nhau, nó y chì nhau như hai giọt nước, nó chỉ khác một cái là một con mặt vàng một con mặt đen nhá, bản thân mặt đen bản thân mặt vàng ấy nhá. Thế nhưng cái con bản thân mặt vàng ấy thì là cũng chất âm cũng như nhau, nhưng mà con mặt vàng đắt lắm các bác nhá. Đây con mặt vàng là 16-17 triệu cơ. Đấy, thế con này hôm nay em về em tiến về nhá. Em tiến bán cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta với một cái mức giá là 8.500.000 các bác nhá. 8.500.000 anh em sở hữu con âm đi này, anh em chơi bất cứ dòng loa nào các bác nhá, bất cứ dòng loa nào anh em chúng ta muốn và thích. Đấy, cái dòng này em đã ghép karaoke cho rất nhiều nhà, đó là một dùng một đôi loa bass 40 rồi bass 30, xong rồi chúng ta đánh thêm một đôi loa bốt 301 xây 3 hay là 402 xây 2 như thế này thì nó quá là tuyệt vời luôn anh em nhá. Đấy, đó là cái sự tư vấn của em về con âm đi Đà Long PMA 1090. Con này em bán 9.500.000, hàng bao zin bao đẹp tuyệt kỹ luôn anh em nhá. Đẹp tuyệt kỹ luôn em, các bác nhìn này, em quay rất chậm và rất là gần. Đấy, các bác nhìn không có bị xước sẹo một cái gì anh em nhá. Rồi, em ta báo giá cho toàn thể quý vị các bác cùng anh em chúng ta về hai con âm ni, và bây giờ đã đến được test âm thanh. Bộ phối ghép test âm thanh ngày hôm nay nhá là em ghép với lại con âm ni Technic. Em đã giới thiệu cho anh em ấy. Con âm đi Technic giá là đi 4.600.000 đúng không? Đấy. Thì em đánh với lại một đôi loa cọc cạch. Một đôi loa cọc cạch, bởi vì em đã xếp sẵn cho nó vào một đôi rồi để cho các bác nhìn cho nó dễ. Còn đâu chất âm thì nó lá nhau, tức là nó tương đồng, cực kỳ là giống nhau. Cho nên là em ghép mỗi một bên là một chiếc, tính từ trên, tính từ dưới, tính lên nhé, tính từ cái kệ tính lên ấy. Thì là một, đó là chiếc thứ hai, tức là cái đôi bốt ở dưới thì em ghép ở chiếc ở trên. Đấy, các bác nhìn ngón tay em chỉ, đấy, chính xác là chỉ ngón tay nó là một chiếc, bên này là 4.2 series 2. Một chiếc bên này ngón tay em chỉ là chiếc thứ hai, tính từ dưới tính lên. Đó là chiếc bốt 301C3,
chất âm tương đồng giống nhau, cho nên em ghép vậy các bác nha. Rồi bây giờ thì mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy nghe nhạc. Con âm đi Technic đảm nhiệm vào đôi la bốt cực kỳ hay, và con âm đi này các bác có thể ghép liền một lúc hai đôi các bác nha. Em đảm bảo với quý vị các bác anh em chúng ta ghép liền một lúc được hai đôi la bốt về con âm đi Technic. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Khi vào